Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay trời, các bạn thấy trời lạnh không? Đi ra thăm cái giếng nữa nè. Giếng thì nó đông. Đặt cái bữa trước mà hộp này nước kém quá, nước chưa lên. Nuôi cá nhiều, nay thấy nước cũng hơi nè, đầy. Ra dở thử. Thì giếng thì ngày nào cũng thăm hết các bạn, thì cứ 24 tiếng thì mình thăm lần, thì sáng hôm trước thăm tới sáng hôm sau cũng thăm. Rồi cái giếng này ngập chắc cá chết hết rồi quá, nó ngập cái đuôi rồi, ngập cái đuôi cá thở không được á, tại hôm qua nước kém quá thì nó không có cọng cao lên. Đây, tới cái giếng rồi nè. Nó chứ nó chết hết rồi. Cua, các bạn thấy cua. Cua nó đeo quá trời luôn kìa. Đem dở nó lên. Rồi, cuốn này từ cuốn lại. Cua này chắc vô quá trời quá. Này cứu cô con này. Cái giếng này bị chuột cắn ra rồi. Những cái chạch đó. Này thất bạc rồi. Cua. Cool.
Nó bị rách hay sao? Không có lùm kìm. Dính cua thì nhiều. Này, chỗ này nó chưa ra được nè. Này còn cua dốc không? Nay thất bát rồi các bạn, nay đi chi được cá nó bị rách á, bị rách cái lỗ á, hồi nãy nó chui ra hết trơn rồi. Chỉ còn mấy con cá mà nó chưa có tục nó được cái gì sao á. Chú ý mấy con cá vô cá lồng tông nè. Vô kho ăn. Nay thất rồi. Cua thì giờ bữa làm mấy món cua ăn. Nè, rồi đặt lên cái vớn rồi, giờ thôi mình vô. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn mấy ngày tới chứ. Hôm nay dở cái vớn ít quá. Mua cá mắm gì hết từng nè. Nó chui ra hết trơn. Để vài ngày nữa mình cắm câu được không? Cắm câu cá lóc á, bắt mấy cá trắng này cắm câu nè. Cá rô non. Cá rô non mùa này quá trời luôn. Rồi. Này tiết trời các bạn thấy đã không? Quá lạnh. Rồi, tạm biệt các bạn nha.